Rồi, hello mấy em. Hôm nay mình trở lại cái chương trình học những câu cần chú ý ha. Những câu này là mình ra thi hầu như không phải là học tủ, nhưng nó cũng có thể cho em một số kiến thức để đi thi căn bản nha. Rồi, bây giờ mình bắt đầu đi cùng với cô nha. Rồi, câu 312. Lấy sản phẩm ra lọ dùng bằng gì? Bây giờ nó cho những ngón tay sạch không được. Nó cho những miếng xốp khử trùng cũng không đúng. Miếng xốp sau khử trùng đúng không? Cái miếng xốp khử trùng, miếng xốp là gì? Là những cái miếng nó có lỗ. Nó có lỗ thì làm sao nó khử trùng được? Những cái có lỗ là dụng cụ xài một lần. Hoặc những miếng xốp vô trùng. Vô trùng đây em mở ngoặc đơn cho cô, có nghĩa là những miếng xốp sạch. Ghi cho cô. Không là miếng xốp vô trùng thì là miếng xốp sạch hoặc dụng cụ xài một lần. Bây giờ xài một lần có hai loại, một lần bỏ đi, nhưng xài một lần là em xài một lần em bỏ nó qua một bên, chút em rửa em xài lại, có hiểu cô nói không? Chẳng hạn những như những cái cây đũa mà em quắt, em múc ra cái hũ quắt, em múc một lần em đâu có xài cây đũa đó cùng lần nữa, nhưng mà cây đó là cây mà em có quyền xài đi xài lại, thì em múc nó một lần em xài em bỏ nó một bên, lát em rửa lại, nhưng mà cái cây mà thọt vô cái hũ đó đó là sẽ là con đứng đi, cô tải lên đứng cái nghe chưa, cô tải lên liếc cái nghe chưa, cái bóng Rồi hôm nay mình sẽ trở lại một số câu học căn bản ha, để tụi cưng có được chút kiến thức để đi thi nhé. Rồi giờ bắt đầu câu đầu tiên 312. Lấy sản phẩm ra lọ mình dùng những cái gì cưng? Thứ nhất là câu trả lời sẽ làm những miếng xốp vô trùng. Vô trùng đây có nghĩa là sạch. Miếng xốp không có được khử trùng. Nếu nó chọn câu trả lời miếng xốp khử trùng, miếng xốp có lỗ làm sao khử trùng? Đồ có lỗ mình hiểu là đồ như thế nào? Dụng cụ xài một lần đúng không? Tức là mình lấy sản phẩm ra, một là lấy dùng miếng xốp vô trùng, ghi chẳng cho cô chữ vô trùng có nghĩa là miếng xốp sạch nha, hoặc là dụng cụ xài một lần rồi bỏ. Đó là câu trả lời chính thức nha. Câu số 2. Nếu mà kỹ thuật tay cầm kéo và lược trên cùng một bàn tay thì cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là palm the shear. Palm là lòng bàn tay ôm gọn kéo. Tức là câu trả lời là kéo và lược mà cầm trong cùng một bàn tay, tức là động tác ôm gọn kéo trong lòng bàn tay. Tiếng Mỹ là palm the shear. Palm là lòng bàn tay. Palm the shear. Nhá. Mà khi cô hỏi nè, khi palm the shear là lúc đó em cắt tóc hay là em không cắt tóc? Câu trả lời là trong lúc đó mình không cắt tóc. Khi không cắt tóc thì cái tay mình mới palm the shear. Đúng không? Mình ôm gọn kéo trong lòng bàn tay lý do là để bảo vệ, không làm đau người khách mà cũng không làm tổn thương mình. Thì khi mà em đã ôm trong lòng bàn tay này rồi, lúc đó động tác là không có cắt tóc. Mà không có cắt tóc thì lúc đó cái lược em sẽ cầm ở mấy ngón tay? Câu trả lời là cầm ở ba ngón tay. Tay cái, tay trỏ và ngón tay giữa. Hiểu câu nói chưa? Ok. Câu kế tiếp 314. Sấy tóc mà mình tránh, tức là cầm cái máy sấy tóc để cho nó tránh xa ra khỏi cái da đầu. Tại sao vậy? Tại sao mình luôn luôn phải cầm cái máy sấy tránh ra khỏi da đầu? Lý do để làm gì cưng? Câu trả lời rất là đơn giản, để tránh khách không bị phỏng đúng không? Nhưng mà cái động tác của mình đó, khi mình cầm cái máy sấy phải như thế nào? Đi tới đi lui, back and forth đúng không? Cái vấn đề bảo vệ là tránh không bị phỏng, hướng ra khỏi da đầu. Nhưng mà cũng có thể một câu trả lời là động tác khi sấy máy thì cái máy sấy phải như thế nào chuyển động để tránh phỏng da đầu? Cưng trả lời như thế nào? Chuyển động là như thế nào? Đi tới đi lùi nha.
đi tới đi lui, nhưng mà cái giòi lúc nào cũng phải chĩa ra khỏi da đầu. Câu 315: tại sao mình phải sấy cái tóc khô trước khi dùng máy kẹp tóc? Máy kẹp tóc này có thể là mình gọi là những cái dịch vụ về thermal. Thermal nó có 3 động tác. Một là em dùng máy thổi, máy sấy. Hai là em dùng cây kẹp thẳng tóc. Ba là em dùng cây kẹp quăng tóc. Thì cái động tác mà em dùng sấy tóc khô thật khô, khi em dùng sử dụng dụng cụ máy làm lọn và máy kẹp thẳng tóc, cái lý do như thế nào? Để tránh cho tóc không bị bốc khói, đó là câu trả lời chính thức, và đồng thời bị cháy. Tại nó hỏi một câu, nếu bạn kẹp tóc thẳng trên những tóc còn ẩm thì kết quả cộng tóc như thế nào? Em trả lời là tóc sẽ bị cháy nha. Thành ra bây giờ để tránh tóc bị cháy có hai câu trả lời: nếu tóc phải được sấy khô hoàn toàn, và gì nữa, và dùng một sản phẩm, lúc trước mình đã ôn thi rồi, dùng sản phẩm bảo vệ tóc, nhớ không, một cái thuốc xịt gọi là thermal protector, tức là một sản phẩm bảo vệ tóc nha. Sản phẩm bảo vệ tóc là cái sản phẩm mà em hay mua ở ngoài chợ đó, em xịt trước khi bữa mình có ôn thi đó, mình có nói cái chữ này rồi, nó gọi là thermal. Thermal là những cái gì mình xài bằng nhiệt, gọi là thermal protector. Protector là một sản phẩm mà mình xức lên trên tóc để khi mình sấy tóc hoặc dùng tất cả những dụng cụ bằng nhiệt không bị tổn thương tóc. Dùng nhiệt cũng có cái gì ta? Máy sấy, máy kẹp thẳng và máy làm quăng. À, rồi. Còn cái động tác chính là phải là đi tới đi lui hoặc chĩa ra khỏi da đầu nha. Câu 316. Người ta nói tại sao trước khi làm dịch vụ duỗi tóc, duỗi tóc này mình có thể nghĩ là duỗi tóc bằng quá tố ha, hoặc là duỗi tóc bằng kẹp tóc, cái máy kẹp tóc đó. Thì hai cái đầu tiên, nếu mà em duỗi tóc bằng máy kẹp tóc là gọi là thermal, thì tóc luôn luôn phải khô nha, nó không ảnh hưởng gì tới da đầu hết. Nhưng mà cái câu này nó hỏi duỗi tóc đây là duỗi tóc bằng quá tố đó. Nếu duỗi tóc bằng quá tố thì em đầu tiên em phải kiểm soát da đầu, là coi da đầu có bị chảy xước không. Thứ hai, có thể có một câu nó lọt vào, nếu như người duỗi tóc sodium thì em sẽ làm gì? Cái người tóc mà duỗi sodium thì em có xài được thio không? Không. Ngược lại, người tóc mà có duỗi thio thì sẽ không được duỗi thuốc sodium. Tại sao? Tại vì hai loại thuốc duỗi tóc này nó kỵ nhau. Một cái là mặt trời và một cái là mặt trăng. Chắc chắn không bao giờ đi chung một quỹ đạo ha. Đó. Thành ra nhớ, câu này nó hỏi rất là khó hiểu. Em phải tìm câu trả lời chính xác. Nếu tất cả những động tác duỗi tóc bằng hóa học, đầu tiên là kiểm soát da đầu không bị chảy xước. Cái đó là câu trả lời chính nha. Còn nếu trường hợp rồi hỏi một câu, nếu người có duỗi sodium thì bạn nên làm gì? Cũng đầu tiên kiểm soát da đầu có bị chảy xước không. Thứ hai, kiểm coi tóc người này có xài thuốc thio không. Hoặc ngược lại, người kiểm soát da đầu có bị chảy xước không, hoặc là coi người xài thio không được duỗi sodium nha, nhớ. Rồi.
Câu kế tiếp 317. Người ta nói làm một kỹ thuật tóc mà thường em tạo những cái đường rãnh tóc gọi là gì? Gọi là bệnh tóc, đúng không? Nhưng mà thường thường em bệnh tóc mà có rãnh là gì cưng? Phải là cornrow không? Phải là bím hàng bắp không? Mở hoặc đơn hoặc là bím hàng bắp. Bím hàng bắp nha. Rồi. 318. Cắt tóc mà có một độ gọi là 90 độ thì em sẽ cho ra tóc như thế nào? Câu trả lời là kiểu tóc gọi là đồng lớp. Mà cắt layer tức là cắt tầng, đúng không? Nó hỏi layer cắt là gì? Là cắt tầng. Mà 90 độ là gì? Là cắt tầng mà đồng lớp. Vậy chứ trong các kiểu tóc tính theo độ, tóc nào phồng nhiều nhất? Em trả lời là tóc 90 độ là phồng nhất. Tại hầu như chỗ nào nó cũng bằng nhau. Em tưởng tượng như là cái bông cải đó ha. Mình tưởng tượng như cái bông cải nó cứ đều đều như vậy ha. Rồi, câu 319. Nếu mà cắt tóc ở một góc độ 45 độ thì cho ra kiểu gì? Em trả lời là kiểu taper. Kiểu taper định nghĩa là gì? Là một kiểu tóc vuốt thuôn nhọn có độ dốc. Câu 320. Người ta nói tóc có độ thẩm thấu thấp. Ghi cho cô chữ thấp. Tóc mà có độ thẩm thấu thấp định nghĩa là gì cưng? Gọi là tóc tốt hoặc là tóc có độ xốp thấp. Cứ thẩm thấu là xốp, là xốp, độ xốp á nha. Cứ định nghĩa đó, độ xốp là độ thẩm thấu đó. Câu kế tiếp 321. Khi người ta gắn móng giả phải chắc thì thường thường keo sẽ được phủ ở đâu? Câu trả lời là luôn luôn để ở đầu móng. Vậy chứ cô hỏi nè, khi mình bỏ keo vô cái đầu móng rồi, em sẽ để cái móng ngay vị trí đầu móng. Nó gọi là position stop. Vậy điểm dừng này lý do để giúp em cái gì? Bữa cô hỏi rồi, cô nói rồi. Tại sao mình để cái đầu móng ngay chỗ để cho cái móng giả nó phải hợp kích cỡ với móng thiệt, đúng không? Thành ra để keo lên rồi đo điểm dừng, để chi? Đo coi cái móng mình lựa nó có đúng với kích cỡ với lại cái móng thiệt không, trước khi mình đặt nó xuống, nhớ không nha? Thì cái đó gọi là điểm dừng. Điểm dừng để giúp cho mình đo cái móng giả nó phải ăn khớp kích cỡ với móng thiệt, gọi là điểm dừng nha. Nhưng mà khi phủ keo thì luôn ở đâu? Để keo ở đầu móng chứ không phải để keo ở trong cái móng, cái móng giả nha. Mà thường keo ở nằm đầu móng, that's it. Rồi câu 322. Khi uống tóc mà em dùng kỹ thuật hai tờ giấy, tại sao mình dùng hai tờ giấy? Lý do để mình tránh gì? Câu trả lời là tránh cho tóc bị móc cầu, là phía xuất. Phía xuất tức là tóc bị gãy đuôi đó cưng. Hả? Câu 323. Móng xước mang rô
thì bạn phải làm gì, nó gọi là hangnail đó, là những cái da mà nó khô ở xung quanh đó, thì em nên làm một dịch vụ làm dầu móng. Là thay vì em cho người ta em cho người ta ngâm vô trong dầu nóng đó, thay vì em cho người ta ngâm vô trong cái nước á, xà bông đó, thì mình cho người ta ngâm vô dầu ha, dịch vụ dầu nóng hot oil. Câu kế tiếp 324. Móng mà xài quá nhiều thuốc tẩy hay cũng do bị di truyền, thì những người này hầu như bị cái gì cưng? Nếu móng xài nhiều thuốc tẩy hoặc do di truyền thì cái móng người này sẽ giòn và rất là dễ dễ gãy. Ra thi câu này có. Câu này hỏi rất là phổ thông. Một cái dầu gội đầu nào mà có thể loại bỏ được tất cả các chất kim loại ở trên tóc, chẳng hạn như tóc em màu, em xài màu kim loại nhiều, thì cái đó là dầu xả khử kim loại, gọi là clarify shampoo, dầu khử kim loại ha. Clarify shampoo nha. Chữ này là một chữ, chữ này là hai chữ. Gọi là dầu xà bông khử kim loại. Đấy. Câu kế tiếp 326. Khi người khách đến tiệm của mình mà da người ta có bị gầu thì bạn suy nghĩ rằng bạn có phục vụ không? Câu trả lời là có. Nếu có thì như thế nào? Thì bạn có thể dùng dầu gội cho gầu. Thì thường cái đầu mà gội dầu xà bông mà gội cho gầu đó, nó gọi là gội loại dầu xà bông có thuốc nha, nó gọi là medicated shampoo. Ví dụ các cô, xà bông có chất thuốc. Là xà bông có chất thuốc đó cơ. Medicated shampoo. Dầu đó dùng cho dầu gội gầu. Câu kế tiếp 327. Travel link guideline là gì? Là đường chuẩn mà đi đi tạo á. Khi em đi traveling tức là cái đường em cứ tiếp tục di động, gọi là đường di động, đường chuẩn di động. Khi em tạo những đường chuẩn di động là kiểu tóc đó em đang cắt là kiểu tóc gì? Câu trả lời là tạo tạo tầng. Câu này rất là phổ thông, hay còn gọi là layer. Câu này ra thi hỏi rất là phổ thông. Hầu như các em thi về em nào cũng gặp câu này. Nhưng mà nó hỏi nhiều cách khác, nhưng câu trả lời chắc chắn là traveling guideline là đường chuẩn mà di động. Travel là di động, là tạo từng. Câu 328. Chất nào mà nó cấm được không được sử dụng từ FDA? FDA là ai cưng? Là Food Drug Agency, là cơ quan trách nhiệm về thực phẩm và mỹ phẩm, là chất MMA. Cô có cho cưng cái tờ giấy hồi xưa đó. MMA là chữ viết tắt của Methyl Methacrylate nha. Methyl Methacrylate. Lát lỡ lại cái trang đầu tiên đó, tờ giấy đó cô có cho tụi cưng nhá. Là MMA. Bây giờ nó không có ghi MMA mà là methyl methacrylate. Hả? Câu kế tiếp 329. Khi tóc
mà em sử dụng bằng dao thì cộng tốc nó sẽ ra như thế nào? Thì đương nhiên cắt dao thì cộng tốc có vẻ nó mềm mại nha. Có thể là mình nói nó mềm mại hơn so với kéo, hoặc là ở những phần đuôi tóc nha, nó gọi là đai vành đai tóc, mềm mại ở vành đai tóc. Vành đai là mấy cái đuôi tóc đó cưng. Thành ra kéo với dao khác nhau như thế nào? Đều có chức năng giống nhau hết, đều cắt, đều tỉa, đều làm mỏng. Nhưng dao thì tóc như thế nào? Mềm mại hơn. Còn kéo thì thế nào? Có vẻ nó thẳng hơn nha. Chức năng nó đều giống nhau, nhưng mà dao có thể cắt trên tóc ướt, không được cắt trên tóc khô. Còn kéo thì có thể em cắt trên tóc ướt và tóc khô cũng được nha. Rồi, câu 330. Người ta nói khi người khách mà bước vào tiệm của mình thì mình đưa cho ta một cái tờ mẫu đơn. Thì cái tờ mở đơn này gọi là gì? Thì cái tờ mẫu đơn này luôn luôn được điền trước khi em phục vụ. Em nhớ mỗi lần em vô văn phòng bác sĩ hoặc bất cứ văn phòng này đưa tờ giấy không? Thì tờ giấy đó gọi là intake form. Rồi đó là tờ thông tin cá nhân của khách hàng. Câu 331. Tóc mà có kim loại thì em phải nên làm gì trước? Câu trả lời là nên xài một loại xà bông mà để khử kim loại. Câu này lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, gọi là clarify shampoo. 332. Đài xuyên football là gì, hay còn gọi là một kết nối gì? Câu trả lời là nó là một sự kết nối của lưu huỳnh kép nha. Kết nối lưu huỳnh kép còn gọi là sự kết nối hóa học. Thì cái bond này nó sẽ được phá vỡ bởi cái gì cưng? Bởi hóa học nha. Thì bond này mở ngoặc đơn còn gọi là S, gạch S cho cô ghi vô chữ S. Bond này gọi là bond lưu huỳnh kép và còn gọi là bond kết nối hóa học. Thì bond này rất là mạnh, nó chỉ được bẻ gãy bởi hóa học. Hóa học mình có cái gì cưng? Uốn tóc, duỗi tóc nha. Nhớ thỉnh thoảng màu tóc nha. Nhưng mà nhớ một lần nữa, thuốc uốn tóc bẻ SS, nhưng mà thuốc duỗi bẻ mấy S? Chỉ có 1S. Thuốc duỗi không có bẻ 2S mà chỉ có 1S. Đó. Rồi, câu kế tiếp 333. Kỹ thuật nào của dao cạo tạo ra sự mềm mại? Kỹ thuật nha, chứ không phải dụng cụ nha. Thì cái gọi là free hand slide, tức là kiểu trượt tóc tự do. Còn dùng cái gì làm mềm mại tóc? Là dao. Câu 334. Đường không di động là đường gì? Đường không di động là đường gì? Gọi là đường chuẩn, hay còn gọi là guideline. Câu 335. Cái gì mà không bao giờ có sự ảnh hưởng tối thiểu không tới người thợ hoặc cả luôn khách hàng? Thì cái mà mình trả lời nghe nó hơi buồn cười, đó là cục da chai. Trong 4 câu có cục da chai. Câu 336. Nếu muốn lấy sản phẩm một cách chính xác thì bạn nên sử dụng cái gì?
Thì câu trả lời là luôn luôn dùng một dụng cụ để đo lường. Câu 337. SDS là một tờ giấy để nói lên cái điều gì em? Câu trả lời, đó là bản thông tin hoặc là bản thông báo an toàn của sản phẩm. Nó có 16 hạng mục, trong đó tất cả cái gì em muốn tìm kiếm về nó hết. Nhưng mà một cái tờ SDS không bao giờ được làm, đó là ngày hết hạn của sản phẩm. Ngày hết hạn của sản phẩm của ai? Của nhà sản xuất. Nhớ nha, của nhà sản xuất. Rồi, câu 338. Thường thường người ta hỏi một cái chất kiềm trong dung dịch duỗi tóc, thường thường nó là gì? Thì em trả lời là hydrochloric acid. Mở ngoặc đơn cho cô, đó là sodium. Còn thai ô thì là gì cưng? Thai ô nó là anh ăn thịt gà đó, ATG. Nếu muốn thì ghi vô nha. Có muốn ghi vô một cái phần phụ nữa. Còn trong thuốc thai ô thành phần của nó là ATG, là ăn thịt gà. Rồi câu tiếp. Nếu mà trường hợp một người bị những cọng tóc gọi là ingrow mọc ngược vào trong, thì người này chỗ đó nó sẽ xu hướng như thế nào? Thì thường thường em biết không, những cọng tóc mọc ngược, em làm ơn em đừng gạch, em gạch cái chữ ingrow cho cô, bỏ chữ ingrow ra. Ingrow là khi nào móng tay móng chân mọc ngược á, thì mình sẽ bị sưng. Còn tóc mà mọc ngược theo cái xu hướng tóc tự nhiên, ghi cho cô, câu trả lời là tóc quăn. Còn nếu mà trường hợp tóc em quắt mà tóc bị mọc ngược là lý do em làm như thế nào? Là em, tại em dùng dao cạo quá nhiều, hiểu không cưng? Dao cạo quá nhiều tóc mọc ngược. Còn nếu tóc tự nhiên mà đẻ ra mọc ngược á, thì nó có xu hướng như thế nào? Thường thường đó là những cọng tóc quăn. Câu kế tiếp 340. Thường em nhận một cái tóc mà người này chưa bao giờ từng tẩy, gọi là tóc nguyên thủy, thì thường thường em nên cách da đầu là khoảng bao nhiêu? Thường thường câu trả lời là khoảng nửa inch, từ 1/4 tới 1/2 nha, hoặc là chính xác nửa inch. Tại sao mình phải cách da đầu nửa inch? Tại vì nó sẽ bị body heat, ghi vô cho cô, tại sức nóng cơ thể nó rất là mạnh nha. Trong da đầu dễ lên tại sức nóng cơ thể, mà ở cái đuôi nó cũng dễ lên là tại vì nó yếu. Thành ra cái phần tóc của mình mà khó nhất là ở khúc giữa. Câu kế tiếp 341. Nếu mình muốn nước khử trùng dụng cụ của mình mà có hiệu quả, thì quy trình nào sẽ quan trọng nhất? Thì em trả lời là luôn luôn quy trình làm sạch. Làm sạch là một cái quy trình luôn luôn làm trước khi tất cả những quy trình khử trùng, thậm chí tiệt trùng trong nhà thương cũng phải làm sạch trước. Câu 342. Nếu mà em cắt tóc với một cái độ là 45 độ thì thường thường cái tóc ra như thế nào? Người ta nói là tạo tầng thấp, tiếng Mỹ gọi là graduated. Câu 343. Cắt tóc 90 độ thì cho ra tóc gì? Câu này nó hỏi rất là thường xuyên.
thì tạo tầng đồng lớp, hoặc là có độ phồng rất là cao, gọi là uniform layers. Câu 344. Muốn giảm đi độ dày của cọng tóc thì bạn nên suy nghĩ cắt tóc như thế nào? Câu trả lời là dùng kéo tỉa. Thinning shears. Muốn giảm độ dày. Còn câu kế tiếp 345. Còn nếu muốn tăng độ dày của tóc thì bạn sẽ cắt như thế nào? Câu trả lời là blend cut. Gạch cho cô cái chữ đó. Gọi là cắt ngang. Blend cut. Gạch cái câu trả lời đó đi. Ghi chữ blend cut. Tất cả ghi cho cô. Cắt ngang. Gạch cho nó đi, ghi chữ blend cut. Còn muốn độ phồng tối đa là cắt bao nhiêu? Độ phồng tối đa là cắt bao nhiêu? 90 độ là độ phồng tối đa. Câu trong 346. Loại bệnh nào hay thuốc nào có thể ảnh hưởng nhiều đến việc tẩy lông? Câu trả lời là thinning blush, hoặc em cho một câu nữa, sử dụng Accutane. Coi kỳ nó, coi nó tìm câu hỏi nào ha. Accutane là một thuốc trị mụn. Tại khi trị mụn acne đó, nó mỏng da lắm, em tẩy nó có thể bị ảnh hưởng. Hoặc là những người quắc lông mà thinning blush đó cưng, bị loãng máu đó. Cô nghĩ loãng máu nó không ảnh hưởng gì đâu. Thì loãng máu đúng, nếu mà có thể mà cưng làm người ta chảy máu. Không, nếu chảy máu mà liên tục là tiểu đường. Nhưng mà mấy người bị loãng máu cũng không có bị cầm được đâu cô. Mấy người loãng máu thì nếu mình chảy máu thì mình làm như là bệnh á. Nếu mà bệnh thì là loãng máu. Còn bệnh loãng máu là cũng không có được ấy đâu cô. Tiểu đường hình như cũng không có được quắc á. Không được mà. Cũng không được. Thành ra tụi em loãng máu. Thì đó, loãng máu là máu nó bị loãng lắm. Hiểu không? Nó rất là loãng. Nó dễ bị bầm. Mấy con loãng máu lại bị bầm. Giống như mẹ em bị loãng máu. Ừ. Đó. Thì máu nó cứ chảy liên tục. Nó có một cái loại thuốc đó. Mấy người loãng máu cũng biết hay bị bầm. Người hay bị bầm. Rồi, bây giờ câu 347. Người ta hỏi một câu, nếu trường hợp mình thấy một người bước vào mà trên người ta có cái mụn ruồi đó, trên mụn ruồi đó nó có lông, thì người ta yêu cầu em tẩy những cái lông ở trên đó, thì em trả lời như thế nào? Không được. Không được làm. Tại vì mụn ruồi mà có lông đó thuộc medical, thuộc về chức năng của y khoa. Nghe em. Câu 348. Khi bạn sử dụng nước khử trùng mà bạn sẽ được yêu cầu thay đổi như thế nào? Câu trả lời là mỗi ngày, hoặc khi nó có hiện tượng ván mỡ. Hiện tượng dơ đó cưng. Bất cứ mà trong cái tô khử trùng em mà có cái gì nó có hiện tượng, bất cứ cái gì không được bình thường là em phải thay liền nha. Mà thường câu trả lời là mỗi ngày đó. Hoặc khi ván mỡ là dơ đó. Câu 349. Tại sao khi đặt hai lưỡi dao bằng nhau thì đường cắt sẽ như thế nào? Khi đặt hai lưỡi dao bằng nhau, trong dụng cụ cưng cái nào hai lưỡi?
dụng cụ có cái kéo đúng không? Cái kéo mới có hai lưỡi chứ. Nhưng mà thường thường cái hai cái lưỡi kéo có bao giờ nó đặt bằng nhau không? Nó phải như thế nào? Nó phải chênh đúng không? Cái nhiệm vụ kéo nó phải chênh đúng không? Và nếu bằng nhau thì em cắt được không? Không. Thì câu trả lời là nếu hai lưỡi dao này là lưỡi dao của cái kéo đó nha. Nếu vô tình nó đặt bằng nhau thì đường cắt sẽ như thế nào? Ok. Thì bây giờ cô nói có hai trường hợp. Nếu mà cái dao mà của kéo không bao giờ nó bằng nhau, nó phải chênh. Còn nếu nó hỏi hai lưỡi dao bằng nhau của cái tông đơ thì em cắt tóc nhiều hay ít? Dao của tông đơ nè, đặt gần bằng nhau, không bằng nhau, cái nào cắt nhiều? Giỏi. Khi hai lưỡi thì đặt lên trên đó phải. Coi câu này là câu gì. Nếu mà hai lưỡi dao của tông đơ, tức là cân đẩy nó bằng nhau, thì xác suất nó cắt như thế nào? Nhiều hơn chứ. Còn nếu hai tông đơ mà cân kéo cái lưỡi nó lệch như vậy, em cắt như thế nào? Ít hơn nha. Thành ra câu này cô để free để cho tụi cưng tự suy nghĩ. Nhưng mà trong đây cho đường cắt không đều, có lẽ là cái dao, cái kéo á. Còn nếu cái tông đơ hai lưỡi dao bằng nhau thì cắt tóc sẽ nhiều hơn nha. Câu 350. Màu mắt, tức là màu phấn mắt, gọi là eyeshadow. Khi em bỏ lên cái mí mắt đó thì nó làm cho mắt em như thế nào? Thứ nhất, làm cho bóng. Thứ hai, tạo màu. Thứ ba, làm sáng hơn. Đúng không? Phấn mắt làm cho màu mắt nó bóng, nó có màu và nó sáng hơn. Khi em dùng kỹ thuật gắn lông mi giả lên trên thì em cái dụng cụ em dùng là cái gì cưng? Câu trả lời là cây cây nhíp. Mình cũng còn một số câu đó ha. Thôi hôm nay mình ngưng ở đây đi. Có thắc mắc gì không? Đi về học tiếp mấy cái đó cho cô. Tụi cưng đã có đủ hết rồi đúng không? Có đủ hết rồi đúng không? Cô cho đủ hết rồi, về nhà học tiếp cho cô. Rồi tuần sau vô làm cho cô thử cái đề của ông Thuận nó cho coi. Coi tụi cưng nghĩ có câu nào thắc mắc không? Làm thử nha. Ừ. Tuần sau, ngày mai ha. Mai đi. Mai, hôm mai chắc cô làm mấy cái câu trả lời này đi. Cô thấy mấy câu này cô làm cho cưng cô yên tâm hơn. Ừ. Câu 320 thôi. 320. Không có độ thẳng 320 thôi. Câu 320. Tóc có độ thẩm thấu thấp là gì? À, thấp đó cưng. Thấp là tóc tốt. Cứ nhớ thẩm thấu là độ sốt. Ừ. Em thì hai chữ thấu liền nên là Ờ. thấp đúng không? Thấp. Ừ. Tức là thấp ở độ thẩm thấu là độ sốt. Mà nó hút ít đó, tức là nó tốt. Đúng rồi, nó tốt. Hiểu không? Thẩm thấu. Ừ. Thấp. Rồi. Bây giờ mình về đó. Mình cố gắng học mấy cái bài mà cô cho tụi cưng ha. Mấy cái số mà như như bạn về bạn góp ý đó, ha. Phận thi đạo cho cô.